Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu, sẽ review cho các bạn một chiếc bình xịt, một chiếc máy phun thuốc của thương hiệu Mitsuyama với model là TL768B. Như mọi người cũng biết thì trong ngành nông nghiệp, bình xịt, máy phun thuốc đang là một cái sản phẩm mà được đông đảo bà con mình sử dụng, và trên thị trường có rất là nhiều thương hiệu, nhãn hiệu khác nhau. Nhưng Mitsuyama đang là một thương hiệu được đông đảo bà con tin dùng. Thì chúng ta hãy đi vào chi tiết về sản phẩm này. Với model TL768, dung tích của bình chứa sẽ là 25 lít, sử dụng động cơ 2 thì xăng pha nhớt, giật nổ một cách rất là dễ dàng, nên là khi mà bà con sử dụng thì sẽ rất là tiện. Màu chủ đạo của chiếc bình này đó là màu trắng kết hợp với màu cam, là nhựa cao cấp, khá là bền, sẽ tránh sự ăn mòn bởi hóa chất, cũng ít bị ảnh hưởng bởi các cái tác nhân của môi trường. Phần phía đằng sau có phần đệm mút khá là dày dặn, có phần dây đeo ở trên vai nữa, giúp người lao động, người sử dụng máy không bị mệt mỏi. Phần dây đeo vai thương hiệu Mitsuyama được in trên đây ạ. Và khi mà chúng ta sử dụng thì mọi người sẽ đeo máy, máy sẽ ôm sát vào cơ thể. Phần dây ga thiết kế rất là thuận tiện cho việc điều chỉnh ga to, ga nhỏ để thuốc phun ra ít hay nhiều. Bộ bơm toàn bộ là bằng đồng, 100% là bằng đồng, nên là máy sẽ bền hơn và sử dụng tốt hơn theo thời gian. Động cơ 2 thì xăng pha nhớt, mọi người sẽ pha theo tỷ lệ xăng nhớt với tỷ lệ là 25:1. Cứ 25 nhu xăng thì mọi người sẽ cho 1 nhu nhớt, và sau đó thì mọi người sẽ đổ vào bình nhiên liệu ở bên dưới này. Và dung tích của bình nhiên liệu ở đây là 0.65 lít. Khác với model TL767B thì bình nhiên liệu sẽ nằm ở phía trên và model 768B nằm ở bên dưới. Khách đế thì cũng khá là dày, một lớp nhựa rất là dày giúp bảo vệ máy, bảo vệ phần động cơ. Và với cái model TL768B này thì dung tích xi lanh sẽ là 35.8cc và đường kính xi lanh sẽ là 36mm. Sản phẩm phù hợp cho bà con nông dân phun hóa chất, phun thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng, cho hoa màu, hay là phun khử khuẩn trong các chuồng trại thì chúng ta có thể sử dụng chiếc máy này một cách dễ dàng. Chi phí bỏ ra phù hợp và cái hiệu quả mang lại giúp bà con nông dân của chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian này trong quá trình làm nông nghiệp. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay đến Vinmark theo số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website maymocviet.vn để chúng ta sớm có thể sở hữu cái sản phẩm này. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.